Em Nguyễn Phúc Đức đã mất đi một cánh tay. Với khao khát được cống hiến những điều tốt đẹp, Đức đã bắt đầu hiến máu tình nguyện khi bước chân vào giảng đường đại học. 25 tuổi, nhưng chàng trai khuyết tật này đã có 25 lần hiến máu. Em thấy rằng là bản thân mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Điều đấy khiến em cảm thấy yêu cái công việc mình đang làm và sẽ tiếp tục hoạt động hết mình với cái phong trào hiến máu tình nguyện. Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của Thái Nguyên đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Số lượng đơn vị máu thu được sau luôn cao hơn năm trước. 5 năm qua, Thái Nguyên đã tổ chức khoảng 300 cuộc hiến máu tình nguyện, tiếp nhận gần 150.000 đơn vị máu. Đây là lần đầu tiên em đi hiến máu. Ở nhà thì cảm giác là thấy sợ, nhưng mà khi đấy thì thấy bình thường, không đau ạ. Em đi hiến máu vì có thể giúp được mọi người. Em đã hiến máu tổng cộng là 14 lần. Và lợi ích của việc hiến máu đối với bản thân người hiến máu ạ. Thứ nhất là có thể giúp mình biết được nhóm máu này, có thể xét nghiệm máu được thường xuyên hơn. Đối với bản thân người nhận máu ạ, thì có thể giúp đỡ rất là cho nhiều hoàn cảnh mà người ta đang cần máu. Máu là loại thuốc điều trị đặc biệt quý, chỉ có thể được hiến tặng từ những trái tim nhân ái, với tình cảm và trách nhiệm cao cả của họ với cộng đồng. Nguồn máu an toàn nhất đối với người bệnh là máu từ những người khỏe mạnh, hiến máu tình nguyện, không vụ lợi. Cùng với sự phát triển của phong trào hiến máu tình nguyện, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng đã thành lập nhiều đội nhóm, câu lạc bộ tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia sinh hoạt. Hiện nay toàn tỉnh có 5 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện. Thời gian vừa qua, để cho nhiều người biết được về cái công tác cũng như là phong trào hiến máu tình nguyện, thì chi hội thanh niên tình nguyện Chi hội đỏ tỉnh Thái Nguyên đã tham gia tuyên truyền tại các phường, xã đến tận nơi nơi ở của nhân dân, và tuyên truyền gián tiếp qua nhiều hình thức qua mạng xã hội này, Facebook, Zalo hay tất cả các hình thức báo chí truyền thông khác. Nhờ tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện đã từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu về máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Năm 2023, Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên phấn đấu tổ chức khoảng 60 đợt hiến máu, tiếp nhận khoảng 26.000 đơn vị máu. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị, các sở ban ngành, các địa phương, đặc biệt là Trung tâm Huyết học của tỉnh, Trung tâm Huyết học quốc gia, các bệnh viện trong công tác hiến máu và tổ chức nhiều đợt hiến máu trong năm, để mỗi cấp ủy chính quyền địa phương, mỗi ngành, mỗi người dân hiểu được cái vai trò, ý nghĩa của cái công tác hiến máu nhân đạo cứu người. Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Đó là ý tưởng sống cao đẹp mà những người tình nguyện hiến máu và đơn vị vận động muốn hướng đến. Những giọt máu nghĩa tình không chỉ đem lại sự sống cho nhiều người, mà còn nhân rộng tình cảm, sự sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái giữa con người với con người.